Và su su là một loại rau rất quen thuộc đối với mọi nhà, chế biến được nhiều món ăn ngon và rất dễ làm. Ví dụ như su su chàng xào với thịt bò, xào với thịt lợn, thịt gà, xào cùng tôm mực, lòng gà, trứng là những món xào đặc biệt ngon. Hoặc su su luộc, nấu canh vừa ngọt và vừa mát. Hôm nay mình lại chia sẻ với các bạn một món hơi khác một chút, đó là dưa góp su su. Một món dưa chua chua ngọt ngọt, giòn, ăn cùng với thịt quay, thịt nướng rất là hợp. Mời các bạn cùng làm với mình nhé. Nguyên liệu mình sử dụng rất là đơn giản, gồm có 2 quả su su nhỏ, 1 củ cà rốt, 1 nửa củ hành tây, 3 nhánh tỏi, 1 miếng chanh, 1 chút ớt, muối và đường. Chúng ta cùng bắt tay làm các bạn nhé. Quả su su này rất là non nên mình ăn cả vỏ. Bạn nào không ăn được cả vỏ, các bạn hãy cạo cái phần vỏ đi nhé. Cho su su vào bát nước lạnh để rửa bớt cái nhựa đi. Mình chỉ dùng 1/3 củ cà rốt, cắt su su thành những miếng bình thường như thế này này. Đừng nên cắt mỏng quá nhé, kiểu như dưa góp ấy. Su su và cà rốt đã cắt xong, cho lại vào trong tô này. Mình cho vào phần su su và cà rốt nửa thìa canh muối, xóc đều lên, để 10 phút. Có tác dụng cho su su và cà rốt nó ra bớt cái phần nước, để khi chúng ta làm dưa nó sẽ giòn hơn. Khi thế này các bạn hãy cho vào một cái rổ, đặt lên trên cái bát như thế này để nước nó dốc xuống dưới. Trong khi đợi đập nát tỏi, cho tỏi băm nhỏ vào một cái bát, vắt nửa quả chanh đổ vào tỏi, ngâm tỏi thế này tỏi nó đỡ hăng hơn. Mình thái luôn ớt cho vào ngâm cùng với tỏi. Đây là loại ớt không cay, chỉ làm đẹp cái phần dưa góp thôi các bạn ạ. Ngâm thế này tỏi và ớt đều được muối chua luôn, rất là ngon. Thái mỏng nửa củ hành tây, cho lúc đầu bát tỏi và ớt. Su su và cà rốt mình đã xóc muối được 10 phút, nước chảy ra khỏi su su và cà rốt. Bây giờ sẽ rửa lại cà rốt và su su bằng nước lã. Như thế này su su và cà rốt sẽ không bị mặn nhiều nữa. Mình nếm miếng su su, rất là giòn các bạn ạ, và nó hơi đậm đặc rồi. Để cà rốt và su su róc nước, mình cho vào dưa góp này một chút xíu muối, 1/2 thìa canh đường, hành tỏi ớt và nước cốt chanh mình đổ vào luôn. Các bạn nhìn có hấp dẫn không? Dưa góp su su nó rất là ngon các bạn ạ, các bạn hãy thử làm đi nhé. Rất là giòn các bạn ạ, ngon lắm. Như vậy món gỏi su su mình đã cơ bản xong. Để khoảng 15-20 phút su su sẽ ngấm toàn bộ gia vị vào, chúng ta thưởng thức. Trong thời gian ngâm thế này các bạn hãy nếm để cho hợp khẩu vị của gia đình các bạn nhé. Chua chua ngọt ngọt, su su rất là giòn. Món này ăn cùng với bún chả, các loại thịt nướng rất là hợp các bạn ạ. Món dưa góp su su mình đã làm xong, các bạn hãy thử làm đi. Cách làm này nhà mình hay ăn bởi vì mình cũng trồng được su su và sáng tạo ra thêm một món ăn ngon chia sẻ với các bạn. Mong rằng các bạn đón nhận và làm thử nhé. Tiếp đến hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn món su su xào với trứng. Nguyên liệu mình sử dụng hôm nay là 3 quả trứng, 2 quả su su, 1 miếng cà rốt, 1 củ hành tây, 1 nhánh hành lá, gia vị
có muối, hạt nêm, tiêu và dầu. Chúng ta cùng làm các bạn nhé. Su su rửa sạch. Nếu bạn nào không ăn được vỏ thì các bạn cạo vỏ. Còn như nhà mình loại su su này rất là non, mình sử dụng luôn cả vỏ. Bổ đôi và rửa qua nước để cho su su nó bớt cái phần nhựa ở trong su su đi. Thái su su. Su su các bạn có thể thái miếng hoặc thái chỉ như thế này. Dùng cái nạo nộm để nạo cà rốt thành những sợi mỏng. Hành lá thái nhỏ, củ hành tây mình thái lát mỏng, phần rau chuẩn bị của mình đã xong. Trứng các bạn đập sẵn luôn. Cho vào trứng một chút tiêu. Chuẩn bị đã xong, chuyển sang xào nấu các bạn nhé. Cho vào chảo 3 thìa canh dầu. Cho hành vào phi thơm. Hôm nay mình hết hành tím, mình cho hành trắng. Hành thơm cho su su và cà rốt vào. Để lửa trên trung bình, cho vào rau một nửa thìa canh muối gia vị, một nửa thìa canh hạt nêm. Các bạn nêm nếm cho hợp với khẩu vị của gia đình nhé. Su su rất là trắng chín các bạn ạ. Nhìn hơi trong trong như này là su su đã chín này. Mình cho toàn bộ số trứng vào. Đảo đều cho trứng bám hết vào rau. Thời gian này chỉ khoảng 2 phút là ok các bạn ạ. Các bạn không cần phải đảo lâu quá, trứng như thế này là đã chín. Cho toàn bộ chỗ hành lá vào. Và tắt luôn bếp. Món su su xào trứng này rất là ngon và đơn giản. Xong rồi. Mình cho vào một chút tiêu. Món su su xào trứng của mình đã xong. Ăn món này thì các bạn không thấy cảm giác ngấy và có vị bùi của trứng, vị ngọt của su su. Su su giòn, rất là ngon các bạn ạ. Video này mình chia sẻ với các bạn hai món, đó là món dưa góp làm bằng su su và món su su xào trứng. Mình dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn hãy ủng hộ kênh của mình nhé, bằng cách like, chia sẻ, đăng ký kênh để giúp mình phát triển kênh. Ấn chuông để sớm nhận được những thông báo khi mình có video mới. Chúc các bạn có nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.